Xin chào mọi người. Buổi chiều hôm nay kho bên có vài là một lô ghế 3 thanh lý hàng cao cấp ạ. Em quay lên cho mọi người cùng xem này. Đây, mọi người có thể thấy thì về rất là nhiều ạ. Ghế rất đẹp này. Ghế được làm hoàn toàn bằng gỗ nha mọi người. Đây, sơn bóng rất là đẹp ạ. Đệm mà đệm da này, đệm da này, sờ rất là mềm ạ. Em này đặc biệt là có thể xoay được nha mọi người, xoay tròn luôn ạ. Em này lắp rất là dễ dàng. Rồi, rất là đẹp ạ. Em này hàng mới, ngoài thị trường đang bán là một củ 1 đến một củ 2 một chiếc. Nhưng với kho bên em, hàng mới bên em bán giá thanh lý, bán với chỉ với 7x là mọi người có thể sở hữu được một em ghế 3 đẹp như thế này. Anh chị nào đang cần tìm ghế 3 hàng thanh lý thì liên hệ ngay cho bên em. Và anh chị có thể đến trực tiếp cơ sở chợ đầu mối Bắc Thăng Long, chân cầu Thăng Long, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội để xem hàng trực tiếp ạ. Cảm ơn mọi người đã xem hết video.